Ngay bây giờ chúng ta bước vào tôi đang mùa nào phù hợp từng rồi. Có nhiều người nói tôi đang mùa đông. Tôi đang đi lập bài về giao ước hôn nhân. Thì trong hôn nhân chúng ta thường thường chê bai với nhau, nói hồi xưa tôi nhớ ông có phong độ lắm mà. Hồi xưa tôi thấy bà nghiêng thùng đổ nước mà nước nó tràn hết trơn rồi. Còn độ thì là độ âm thôi chứ không phải độ kia. Thành ra khi mà chúng ta nhìn với nhau với cặp mắt và thái độ như nào thì chúng ta phải hiểu cái sự chuyển tiếp, chuyển đổi từ mùa này sang mùa kia khác mang lại gì? Những đổi mới rõ rệt trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thấy đây mà chúng ta thấy thôi, theo thiết kế của Đức Chúa Trời, màu xanh mới vừa chớp nhoáng là mùa xuân, nhưng mà lại gì? Màu trắng lại bắt đầu, phải không? À, tuy nhiên cơ hội của chúng ta là như thế nào? Dẫu thể xác già nữa đi, thường thường chúng ta nói già, bây giờ tôi già rồi. Có người ngồi với các vị lớn tuổi nói giờ tôi sao tôi thấy già quá, nhưng mà thật sự mình đang nhỏ hơn người ta mấy chục tuổi mà nói tôi thấy già quá, thì mấy người già sẽ nhìn lại nói how old are you. Chúng ta không được nói chữ già, bởi vì sao? Chữ già đó là những người than vang trách phận mình đang già. Trong Thi Thiên đoạn 1 câu 3 nói như thế này: người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh đông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Dẫu tuổi nào, dẫu mùa nào, mọi việc chúng ta làm vẫn sẽ gì? Thịnh vượng. Thịnh vượng à, thịnh vượng không phải cái này. Ok, chúng ta nên nhớ, nhiều người có cái này mà không xài được, cho người ta xài hết à, làm nhiều người ta ăn cắp hết à. Thịnh vượng là chúng ta có cái này mà có cái này, mà có tất cả, đó là thịnh vượng. Dẫu tuổi nào, dẫu mùa nào, mùa xuân, mùa hạ, mùa đông, chúng ta vẫn thịnh vượng bởi vì Đức Chúa Trời ban cho. Vậy hôm nay chúng ta bước qua một bước nữa là chúng ta biết được trong cái chuyển tiếp của cuộc đời chúng ta. Tôi nói là chuyển tiếp chứ không phải là già nua nha, đừng dùng cái chữ già nua nữa. Của sự chuyển tiếp của cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được truyền đạo nói như thế nào. Trong bây giờ khi mà ông Sigmund Freud nói the goal of all life is death, cái mục đích cuối cùng tối hậu của cuộc đời chúng ta là chết, because life is too short, thời gian nó quá là ngắn ngủi. Bắt đầu kịch boom, truyền đạo. Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa của con, trước khi những ngày gian truân ập đến, trước khi những năm tháng đến gần mà con nói rằng tôi không thấy thỏa lòng, trước khi mặt trời và ánh sáng, mặt trăng cùng các ngôi sao trở nên tối tăm và mây lại kéo đến sau cơn mưa. Tuổi thanh xuân của chúng ta sao? Quá nhanh phải không? Tôi nhớ hồi đó tôi đứng dưới bên bà ở cầu Bến Lức hay gì đó, tôi không biết cầu Bến Lức nữa. Tôi nắm tay người tình đứng nhìn hoàng hôn, phải không? Bây giờ hai người nắm với nhau nhìn bình minh hay nhìn hoàng hôn? Bình minh, có người còn nhìn bình minh. Mặt trời á thì bắt đầu nó lặn, phải không? Nhưng mà sao chúng ta lặn trước mặt trời hay sao? Chúng ta nhớ ngày nào đó chúng ta còn tuổi thanh xuân. Thì tác giả truyền đạo nói gì? Trước khi, chúng ta thấy lặp lại, tôi highlight màu vàng, chúng ta thấy không? Trước khi và trước khi, chứ không phải là sau khi. Trước khi gì? Trước khi gian truân ập đến, trước khi sức khỏe chúng ta sa sút, trước khi hoàng hôn bắt đầu từ xuống. Trước khi, bây giờ hỏi, chúng ta đang tuổi thanh xuân mà bây giờ bắt đầu nó đang ập đến điều gì? Đây ai bắt đầu mình nghĩ đến là chuẩn bị hậu sự đó. Có ai trong đây hậu sự, chuẩn bị hậu sự không? Có một số ở Việt Nam thường thường mấy người tới chừng khoảng 40 mấy 50 bắt đầu mua cái hòm để ở nhà. Còn ở đây thì bắt đầu thì mua đất, mua bảo hiểm life insurance. Có người mua 15.000 đủ cho ông thôi. Có nhiều người mua 45.000 còn lại chia cho người kia ở lại. Hồi xưa tôi bán Rosio tôi biết mà.
Những cái giai đoạn mà chúng ta thấy là cái sự gian truân sẽ ập đến, thì chúng ta chuẩn bị như thế nào? Điểm thứ nhất chúng ta sẽ thấy cái sức khỏe chúng ta gì? Sa sút trên thể xác, suy yếu cơ thể tự nhiên. Số 1. Trong ngày ấy, người giữ nhà run rẩy, những chàng trai mạnh mẽ phải khom lưng, các phụ nữ say cối phải ngừng lại vì còn số ít. Những người nhìn qua cửa sổ mắt đã mờ đi. Chúng ta ai mà cầm cái gì mà cầm tự nhiên nó rớt mình không biết á. Có ai đây chúng ta bị ở đó không? Cầm cái món lúc đó mà mình rớt rồi mà không hay, nghe cái bổm một cái rồi mới biết nó nằm dưới đất rồi. Rung rồi tay chân rồi, khòm xuống, bắt đầu khòm xuống, chứ không phải lùm ba cắt nha. Nè, chúng ta từ từ khòm xuống rồi sao nữa? Chúng ta mờ đi, nhìn không thấy nữa. Chúng ta không thể chống được cái đó, cái sự lão hóa, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bởi vì sách truyền đạo trong Kinh Thánh đã nói điều đó rồi. Chúng ta không thể từ chối nó. Đúng, chúng ta có thể uống vitamin. Tôi cũng đang uống vitamin để mắc khỏi mang kiến nữa nè. Tôi không thích Lasix, cho nên nếu hy vọng uống cái này nó khỏi mang kiến nữa. Để ăn mì nó không bị defrost á. Lúc ấy, hai cánh cửa bên đường đóng lại, tiếng cối xay nhỏ dần. Người ta bị đánh thức khi nghe tiếng chim hót và tiếng các cô gái hát đều hạ xuống. Chúng ta gì lãng tai. Bài hát hay lắm mà. Hồi trẻ nói nhạc ở Ngũ Tuần hát gì ồn ào quá. Còn các quý vị lớn tuổi tới đây hát, sao dặn nhỏ quá vậy? Tôi không nghe. Thấy nhảy múa ào 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 mà tôi không nghe hết trơn vậy. Còn trẻ thì nói ồ nhức đầu quá. Hát ào 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 Ngũ Tuần thôi, tôi đi qua hội thánh kia hát nhẹ hơn. Cái lỗ tai chúng ta sẽ bị gì? Lãng đi. À, có người đeo cái máy trợ thính á. Thường thường tôi chứng kiến điều này. Cái hai cụ già, mỗi khi ông muốn nghe điều gì thì ông mở lên, còn bà vợ thay nó cho ông tắt. Cái bà mỗi lần bà cằn nhằn cho ông tắt. Cái mặt sức bà cứ nói, ông mặt cười vậy nè. Ông cứ cười giống như cười khỉ vậy đó. Mà trong khi đó bà xuống ngày, ông khe trần á. Cái đó là cũng là cái điều tốt, nhiều khi có cái máy nó tắt. Bữa nào đừng thử nha, về nhà đừng thử nói ồ bà nói nhiều quá thôi tắt. Hả? Nói gì? Hả? Không, chúng ta phải thiệt nha, đừng cái giả vờ với nhau. Chúng ta đứng trong cái bước đường của thể xác này. Và điểm thứ ba, người ta cũng sợ sệt khi lên cao và kinh hãi lúc đi đường. Bây giờ cây hạnh nở hoa, cao cao lấy bước nặng nề, sự ham muốn không còn nữa. Vì bây giờ con người đi đến nhà đời đời của mình, còn những người tan chế đi vòng quanh các đường phố. Hồi trẻ đó thì chúng ta đi Disneyland vui phải không? Bây giờ mà nghe tới Disneyland thì sao? Sợ phải không? Rồi chưa nói là một số người sợ đi máy bay nữa. Cho nên đi du lịch đi xe thôi. Đây ai sợ đi máy bay? Không phải chuyện Covid nha. Nhiều người bị sợ Covid không có dám đi máy bay. Cô Tường Vân đi máy bay lùi xuống phải không? Dạ, cô sợ không? Sợ nhưng vẫn đi. Đúng vậy. Cô Tường Vân tuổi hồi tôi đố quý vị, cô bao nhiêu tuổi quý vị biết? Đừng nói nha con. Mà nhìn mặt về chúng ta hiểu lầm đó nha. Chúng ta sẽ lầm á. Yeah. Cho nên nhiều người không biết cô bao nhiêu tuổi đâu. Hỏi bao nhiêu tuổi mới 40 thôi. Yeah, cho nên đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy cuộc đời chúng ta sẽ từ từ nó có sự sợ hãi. Và sự sợ hãi nó khiến chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ nhì, là chúng ta sẽ thấy cái cảm xúc của chúng ta. Cảm xúc của chúng ta sẽ khô cằn, khô khan. Và cái cảm giác và thái độ nó càng ngày tiêu cực. Trẻ nó tích cực lắm, nhưng mà tới chừng chúng ta lớn tuổi rồi, nhìn tất cả là gì? Tiêu cực. Bởi vì sao? Trước khi đó nó có một cái vấn đề trong cuộc sống, là chúng ta đang nhìn vào cái con người của mình, nhìn cái thiện, cái cận của mình, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những điều đó là tiêu cực. Và cái thái độ của chúng ta, cho nên nhiều khi chúng ta đừng trách những người lớn tuổi, nó thể thao tiêu cực quá, nói chuyện gì bi quan quá.
Đó là tại vì cái cuộc đời chúng ta nó đi theo cái phần đó. Và bây giờ Kinh Thánh chúng ta cũng sẽ thấy ông Gióp ông nói: hơi thở con đã tắt, các ngày con đã tàn, mồ mả chờ đợi con. Hơi của chúng ta hồi xưa nhớ hát hay lắm, nhưng mà giờ hết hơi phải chứ Thảo. Hồi xưa nhớ hơi dài lắm á, phải không? Bây giờ ngân chút xíu là bắt đầu thở hào hào rồi. Chúng ta thì càng ngày chúng ta càng bị yếu đi. Dẫu có mưu qua chỗ tử ban khác, chúng ta vẫn hơi thở, chúng ta vẫn yếu đi. Và chúng ta phải nhận xét như thế này: khi mà cái cảm giác của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cảm xúc là cô đơn, thì chúng ta trở thành gì? Chúng ta sẽ bạo kích. Rồi chúng ta không ai thích mình trơn, thì mình sẽ bi quan, cô đơn. Rồi hay quên, thì chỉ nhớ những cái giáo điều thôi. Rồi bất lực trở thành gì? Tiêu cực. Vô dụng trở nên cay đắng. Sợ hãi trở nên cứng cỏi. Buồn bã gì? Cáo kỉnh. Rồi cuối cùng vô vọng trở thành vô ơn. Đó là cái tiến trình của con người chúng ta. Vậy Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Như có chép rằng: người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính của người tồn tại mãi mãi. Tôi hỏi lại, ai đang có một trong những điều này? Không phải tuổi tác thôi nha. Chúng ta đang cái đời sống chúng ta, khi mà chúng ta cô đơn thì chúng ta đó là kết quả. Không ai thích mình trơn thì mình trở thành gì? Dạ. Chúng ta đang có những điều đó xảy ra trên đời sống mình, thì bây giờ giải pháp bằng gì? Lời của Đức Chúa Trời. Thì lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới vừa đọc. Thứ nhất, chúng ta phải gì? Cầu xin Chúa để đáp ứng. Cầu xin Chúa. Bây giờ là mình phải cầu xin Chúa để đáp ứng con người của con. Và nhận ra được sự ban ơn và sự ban phát. Người được đáp ứng thì người đó bắt đầu làm những công việc lành. Chúng ta sống cho chúng ta, con người của chúng ta chỉ lo cho chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ trở lại con đường cũ của mình. Người mà thường thường, chúng ta biết ông Tổng thống Jimmy Carter, ông bây giờ là 100 tuổi đúng không? Phải không? Đúng không nhỉ? Ông Tổng thống Jimmy Carter, từ khi ông bãi nhiệm Tổng thống của ông rồi, thì ông đi làm gì? Ông bưu nhà cho ta, ông giúp đỡ tất cả những người đó. Thì ông sống tới bây giờ này luôn. Chúng ta thấy những người mà càng sống lâu, bởi vì họ sống cho tha nhân chứ không phải sống cho chúng ta. Thường thường chúng ta về già chúng ta nói: ồ, bây giờ tôi già, tôi về, tôi qua bên Texas, tôi mua một cái nông trại, tôi trồng trọt, tôi nuôi chó, nuôi mèo, nuôi khỉ, nuôi gì đó. Nhưng mà sao? Chúng ta sẽ cô đơn. Chúng ta sẽ cô đơn. Dĩ nhiên chúng ta có tiền thì cứ mua đi. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta, khi chúng ta càng lánh xa thì chúng ta sẽ càng cô đơn. Nhưng mà ngược lại, một cuộc đời của chúng ta nếu mà sống cho tha nhân, sống cho người khác, lo cho con cái gia đình. Tôi biết có ông này, ông làm ông nội, ông ngoại luôn. Mà mỗi ngày ông sao? Ông đi nấu cơm cho mấy đứa cháu ăn lunch. Mỗi giờ lunch, ông chạy tới trường, ông cho cháu ăn. Sáng ông đưa cháu, và trưa ông đem lunch cho các cháu ăn. Bởi vì cuộc đời của ông á, ông chỉ sống cho những đứa con, đúng, còn không sao. Nhưng mà còn một bước nữa, chúng ta sống để làm điều gì? Để còn tồn tại mãi mãi. Chúng ta hầu vì Chúa. Bây giờ hỏi, đặt câu hỏi: tôi đang cái tuổi này, tôi hầu vì Chúa như thế nào? Tôi đang hầu vì Chúa như thế nào? Bây giờ chính chúng ta hỏi. Tại vì khi mà bây giờ tôi già rồi, tôi chỉ lãnh tháng có 800, sao tôi ban phát được? Giờ chắc hơn 800 rồi. Tôi già rồi, chỉ có tiền SSI như đó thôi, sao tôi ban phát được? Ban phát điều gì? Chúng ta ban phát điều gì? Tình thương, phải không? Điều đầu tiên là chúng ta ban phát tình thương. Cái đầu tiên mà chúng ta phải ban phát tình thương, bởi vì sao? Cái tình thương chúng ta có, chúng ta ban phát nó còn rộng rãi hơn tất cả mọi điều. Tại khi mà chúng ta thấy nè, ở gia đình chúng ta vui vẻ, bởi vì cái người lãnh đạo trong gia đình vui vẻ. Cái người lãnh đạo trong gia đình không vui vẻ là cả nhà giống như cái đám tang. Thì chúng ta là ai trong gia đình? Nếu mà chúng ta đến một cái mức tuổi đó rồi, các con cháu nó sẽ nhìn chúng ta.
nó sẽ thấy được cái thái độ của chúng ta mỗi ngày. Sáng dậy hay trưa hay chiều tối mà nó nhìn chúng ta một cách bi quan, chúng ta sống mà là sống sáng ra là trách móc, chưa là than phiền, tối là than vang, thở lên thở xuống, thì con cháu nó sẽ thấy gì? Không có gì để bàn hết trơn á. Nó chỉ mất sức mình với mình thôi à. Nó sẽ làm, cố gắng nó làm sao, làm sao mà cũng giận, nói gì cũng giận, nói cỡ nào mà cũng than phiền, càm ràm. Sorry, nay tôi nói thật để chúng ta phải hiểu được, vì trong gia đình nhiều người phải đối diện điều đó. Mà khi chúng ta đối diện điều đó đó, thì chúng ta sẽ không có đầu tư được cho tương lai. Vì tương lai của chúng ta sống không phải bởi vì ngay hiện tại, nhưng mà tương lai của chúng ta phải đưa vào gì? Đưa vào cái nơi mà đúng chỗ, đó là chính đời sống chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta bước qua một cái điều nữa, đó là tâm linh tươi mới. Bởi vì sao? Dẫu cái hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn tươi mới trong sự trưởng thành. Đó là bước qua điểm thứ ba. Ông Jim Rohn ông nói nha, if you don't like how things are, nếu chúng ta không thích nó thì đổi đi, thay đổi đi. Chúng ta đôi khi chúng ta chính mình cũng không thích về mình, tại chúng ta đâu phải là khúc gỗ đâu. Ông nói you're not a tree. Nếu mà chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta là khúc gỗ. If you don't like it, change it. Có những hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta không thích thì cứ đổi đi, thay đổi đi. Tôi nói điều này không phải chỉ những người lớn tuổi thôi, tất cả chúng ta tại đây, nếu những gì chúng ta không thích, thay đổi đi thì nó sẽ tốt hơn. Vì chúng ta không thay đổi bởi vì chúng ta là khúc gỗ. You're not a tree. Điểm thứ nhất, điều tôi mong mỏi và hy vọng là sẽ không bị hổ thẹn về điều gì cả, nhưng thừa lòng can đảm để bây giờ cũng như trong mọi lúc, dù sống hay chết, thì Đấng Christ vẫn được tôn vinh trong đời sống tôi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Điều mà sứ đồ Phao-lô mong mỏi cho hội thánh Philip là gì? Sự trưởng thành. Chúng ta nhớ nhiều năm, năm nào tôi tới birthday tôi cũng nói điều này. Cái món quà lớn nhất của tôi là gì? Birthday của tôi không care quý vị tặng quà cho tôi. Tôi không care ai nói happy birthday, tôi không care bất cứ điều gì. Nhưng mà tôi chỉ care một điều thôi. Tôi chỉ cần một món quà là thôi. Sự tăng trưởng. Tôi lập điều đó mỗi năm, mấy năm trời họ mở hội thánh này. Tôi nói cứ tôi không cần quà, nhưng mà cái quà lớn nhất của tôi á là mỗi con cái Chúa tăng trưởng. Đó là món quà lớn nhất. Tôi sẽ làm birthday lớn hơn. Năm sau mà tôi thấy hội thánh tăng trưởng, tôi làm birthday lớn hơn. Năm sau nấu món gì cơ? Chúng ta khi mà chúng ta thấy cái được cái sự mong mỏi của người lãnh đạo, thì tôi cũng biết chắc rằng gia đình chúng ta mong mỏi con cháu chúng ta cũng vậy, phải không? Tôi mong mỏi quý vị như thế nào thì gia đình chúng ta, con cháu chúng ta lớn lên, chúng ta mong mỏi điều gì? Nó phải gì? Nó phải tăng trưởng, nó phải trưởng thành. Trưởng thành không phải là nó bự con, nó lớn con. Trưởng thành là nó có trách nhiệm của đời sống đó. Nó biết điều phải và điều trái. Nó biết điều nào sự công bình và điều nào sai trật. Nó biết hướng đi của nó. Đó là sự tăng trưởng. Chứ không phải đứa già, chúng ta nói già cái đầu rồi mà cái thân thể là nít, hay là thân thể là già rồi mà cái đầu là nít. Nó ngược lại vậy đó. Con người chúng ta phải tăng trưởng. Tăng trưởng bởi vì có những điều ích lợi mà chúng ta phải quyết định. Thứ nhất, chúng ta thấy một người tăng trưởng phải có một góc nhìn thiêng liêng, nhìn theo con mắt của Đức Chúa Trời chứ không nhìn theo con mắt của con người. Thứ nhì, chúng ta phải quyết tâm chấp nhận những yếu điểm của mình và phải chịu thay đổi, vì người phải làm gương. Chúng ta phải làm gương. Và điểm C, chúng ta thấy cậy ơn Chúa để sống trong sự công bình chứ đừng rập khuôn theo đời này. Và điểm C, điểm D là tha thứ bản thân của mình. Forgive yourself và bao dung với mọi người. Tại vì chúng ta không có bao dung với mọi người bởi vì chúng ta chưa tha thứ mình. Con người chúng ta không chịu tha thứ cho nên chúng ta không tha thứ người khác.
và điểm tới, điểm Y là chúng ta có những lỗ nhỏ trong cuộc đời thì cười cho nó qua đi. Có những cái lỗ nhỏ cứ môi hoài, cái người trưởng thành cứ cười rùi rồi nó cho ra đi. Trong gia đình thường thường chấp nhất mấy chuyện nhỏ, từ từ nó ra chuyện lớn. Trong hội thánh vậy, có những chuyện nhỏ cho qua đi, cho qua đi. Và điểm F là sự mong muốn gì? Tìm cách phục vụ hơn là tìm người khác phục vụ chúng ta. Tôi làm những cái vacation home, có một những người họ đi vacation thì họ lúc nào tới họ cũng đòi hỏi đủ thứ đó nha. Họ demand điều này điều kia nọ, nghĩ là tôi có tiền tôi có thể đi vacation, tôi bảo phải làm điều này. Hồi hôm qua tôi clean up cái thùng rác thì nó dồi, nó tiền ta không đổ rác thì nó bị dồi, thì tôi clean. Thì cái người tenant trong đó bảo tôi phải làm nhẹ đúng nè. Không lẽ tôi phải ăn mấy giò này ha. Có nhiều khi mình đã làm điều đó, thay vì đó mình ra phụ một tay. Phải không? Đâu có nghĩa là mình trả tiền là muốn làm gì làm. Có những người có cái tật đi ra nhà hàng là chửi mấy người waiter waitress. Cái gì cũng chửi trơn á. Người ta đem ra trễ cũng chửi, người ta đi chậm chậm chút xíu cũng chửi. Rồi nấu ăn có chút xíu mà chúng ta cũng chửi. Mình đặt cái vị trí mình trong đó đi, mình biết được, mình hiểu được chúng ta là ai mà chúng ta đòi người ta phục vụ. Được bao nhiêu tiền, tip được nhiêu, có 2 bạc mà bắt đài người ta. Việt Nam mình tip cheap lắm. Mà đài người ta chạy còn chết luôn. Thợ neo hiểu điều này phải không? Vũa gần chết luôn, cho có 1 đồng. Nói kỳ này không dám nói. Có những lúc mình đòi hỏi người khác. Và điểm nữa chúng ta thấy điểm về hãy tập tành sống từng ngày để mình biết được cái giá trị. Mình không tập tành sống từng ngày thì không biết giá trị, nghĩ là mình còn sống lâu lắm. Tuổi nào vậy mình phải tập sống từng ngày, bởi vì mình nghĩ là nguyên ngày đó mình phải tập trung điều gì có ích lợi. Chứ mình sống, mình tập tành không biết sống từng ngày thì mình sẽ waste. Ngồi mà lướt internet suốt buổi luôn, nó hư mắt luôn. Mình tập sống từng ngày bởi vì mình thấy cái giá trị nó có kết quả. Và điều cuối cùng, và chúng ta phải gì? Đức tin. Đức tin. Đức tin phải lúc nào cũng người. Đúng, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta dâng hiến, chúng ta làm đủ thứ trong hội Chúa. Nhưng mà sóng gió tới thì sao? Ở đây chúng ta để ý mấy cái dừa mà nó cao quá, gió nó quăng nha, nó vẫn đứng trở lại vị trí cũ. Chúng ta thấy nó quăng cỡ nào, nó quăng cỡ nào quăng nó vẫn đi trở lại vị trí cũ. Chúng ta nói chúng ta mạnh lắm, quăng hồi làm cái rớp ngã cái rớp liền. Đừng nghĩ mình mạnh, mình qua những cái sóng gió đó thì bây giờ mình mới hiểu được mình trở lại vị trí cũ. Đi vòng sao cũng trở lại vị trí cũ. Là gì? Chúa là trên hết, đức tin mình trên hết. Có nhiều khi chúng ta bị sa sút trong cuộc sống mình, mình bị sa sút và mình đi làm gì? Mình bị gục ngã. Gục ngã sao? Ôi yêu quá, giúp tôi với. Thì Kinh Thánh nói sao? Người công chính sẽ mọc lên như cây kè và lớn lên như cây bá hương ở Liban. Những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái, thịnh vượng và xanh tươi. Chúng ta thấy rõ không? Cái câu cuối cùng, dầu gì? Vẫn gì? Vẫn xanh bông trái, thịnh vượng. Thịnh vượng. Chúng ta thấy không? Dẫu tuổi nào chúng ta vẫn sinh bông trái và thịnh vượng. Đừng nói tôi bất lực rồi, tôi không làm gì được hết đó. Phạm Cô Chi,
tụi chị là 70 mấy rồi đó, vẫn sinh bông trái phải không con? Dạ. Tất cả chúng ta vẫn sinh bông trái. Có những người lớn tuổi chúng ta nhìn thấy ở trong hội thánh đây, chúng ta thấy mà. Nếu mà không có những người đó, chúng ta chỉ ăn pizza suốt thôi. Nếu mà cỡ tuổi như tụi tôi giờ là cứ order pizza miết thôi. Mà nhờ những người sinh bông trái này cho nên còn bánh mì xíu mại phải không cô? Ngon. Yeah. Uống rượu, thập cẩm đủ thứ. Dạ, yeah, không măng nó không chịu mọc. Măng nó không chịu mọc cô. Giờ làm tiếp đi. Cái lần sau này có 3 điểm mà chúng ta thấy. Thứ nhất, chúng ta phải chấp nhận cái sự sa sút trên thể xác này. Đừng nói là tôi chạy theo. Tôi có kể quý vị hồi xưa tôi có hay chơi chạy đua với một sư này, ông cũng 70 mấy tuổi, tôi đi chạy trên Washington đó. Ông cũng chạy đua với tôi rồi sao ông bỏ càng luôn. Ông 80 tuổi mà ông chạy đua với tôi thì ông bỏ càng phải rồi. Ông chạy mới 3 bước, chân này đá chân kia. Đi còn xong. Mình phải chấp nhận cái sự sa sút của chúng ta và thấy cái sự khô cằn của chúng ta. Nhưng mà cái điều giải đáp hai điều trên, dẫu sa sút về sức khỏe, vẫn bị khô cằn về tâm lý của chúng ta, nhưng mà chúng ta được gì? Tâm linh luôn đổi mới. Tâm linh luôn đổi mới. Làm sao chúng ta có thể có những tâm linh đổi mới? Trước hết là chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh là căn bản hướng dẫn trước khi lìa thế gian này. The basic instruction before leaving earth. Bible, chữ Bible nhớ. Tất cả trước khi lìa khỏi thể xác này là con người chúng ta phải cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta gì? Đức tin. Đức tin của chúng ta để đâu? Có nghĩa là chúng ta, những cái đức tin của chúng ta để gì? Hãy giao phó cho Chúa. Forwarding all issues to heaven. Giao phó cho Đức Chúa Trời. Cứ gửi lên thiên đàng này. Cái problem của mình gửi lên thiên đàng đi, thì chúng ta sẽ thoải mái thôi. Tại vì khi mà bây giờ chúng ta nhìn trong hiện tại, sức khỏe yếu rồi, bây giờ chúng ta không làm được gì, nghĩ điều tiêu cực, mà còn điều gì còn lại? Chỉ còn lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta, thì chúng ta phải biết được cái căn bản để hướng chúng ta trước khi lìa khỏi thế gian này. Thì những cái vấn đề chúng ta cứ gửi trước đi. Thường thường ai đi đâu xa thì gửi cái hành lý mình trước á. Đi đâu mà hành lý nhiều quá gửi nhiều. Chúng ta đầu tư trong Chúa nhiều á, giờ gửi trước đi. Ai gửi gửi cái hành lý nhiều. Bây giờ chúng ta gửi bao nhiêu rồi? Bên kia gửi được bao nhiêu rồi? Ai sắp sửa đi xa gửi bao nhiêu rồi? Thử hỏi mọi người nha. Đừng gửi con có 2-3 cục thôi. Nhưng thôi, gửi càng nhiều đi trước. Problem gửi hết, gửi tất cả vấn đề trước thì chúng ta đang nhẹ gánh thôi, có gì đâu, trước khi chúng ta lìa khỏi thân xác này.